Quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì được biết rằng ngày hôm nay cũng là một cái buổi thuyết giảng thường niên được tổ chức vào ngày mùng 3 Tết, cũng nhân cái ngày chánh kỷ niệm của thân phụ của đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn. Thì chúng tôi cũng được đồng đạo Tuấn cũng như quý vị trong gia đình thân tộc và ban trị sự cũng thỉnh thoảng cũng mời chúng tôi về đây để làm cái nhiệm vụ của mình trong cái ngày kỷ niệm của thân phụ cũng như thân phụ thân mẫu vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Thì điều mà chúng tôi rất vui mừng thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết, thì cũng là một trong những cái ngày quan trọng, bởi vì một năm thì đáng lẽ chúng ta có 7 ngày xuân, tuy nhiên quan trọng nhất là ba cái ngày đầu, mùng 1, mùng 2 và ngày mùng 3. Tuy nhiên thì quý vị cũng đã sắp xếp việc gia đình trở về đây cùng ban tổ chức và đồng đạo giáo viên Nguyễn Văn Tuấn và chúng tôi để chúng ta có một cái buổi truyền thông Phật pháp ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt thì trong cái hội trường ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của quý vị đến từ các tỉnh bạn, và đặc biệt thì có rất nhiều, rất đông các vị cụ lão là giáo lý viên cũng như các vị tân giáo lý viên cũng về đây hộ pháp. Thì đây là điều hết sức là phải nói rõ là quý kính. Đầu Phật pháp khỏi lắm tai nạn, phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang chi bằng trọn đạo thác lên tiền đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày lanh lời vua Mỹ học rày kể kinh Phật sửa mình cho chân. Kính thưa quý vị, đây đã đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt nhì. Thưa quý quan khách và chư đồng đạo, sau đây đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt hai. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương Phan Chí Tâm đến thuyết giảng qua đề tài Nam mô miệng niệm hằng ngày lánh lời vua Mỹ học rày kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã tại, kính thưa quý vị là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về dự buổi lễ thuyết giảng giáo lý ngày hôm nay, kính thưa quý vị là thành viên, là phó ban, là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang đồng để tham dự. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Tuấn cũng là phó viện trưởng viện quân dân y của Việt Nam
cũng là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, chủ sự gia đình tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cũng như quý ban trị sự đến từ các huyện thị trong và ngoài thành phố Cần Thơ đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết của niên Giáp Thìn, và ngày hôm nay cũng là ngày 12 tháng 2 năm 2024. Chúng tôi cũng như đồng đạo Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, được sự sắp xếp của gia đình cũng như ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Thế An, hôm nay được trở về đây để làm nhiệm vụ của mình, để cùng nhau chia sẻ đôi điều đạo đức thông qua thánh ngôn lời dạy của Đức Thầy. Vậy là nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì được biết rằng ngày hôm nay cũng là một cái buổi thuyết giảng thường niên được tổ chức vào ngày mùng 3 Tết, cũng nhân cái ngày chánh kỷ niệm của thân phụ của đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn. Thì chúng tôi cũng được đồng đạo Tuấn cũng như quý vị trong gia đình thân tộc và ban trị sự cũng thỉnh thoảng cũng mời chúng tôi về đây để làm cái nhiệm vụ của mình trong cái ngày kỷ niệm của thân phụ cũng như thân phụ thân mẫu vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Thì điều mà chúng tôi rất vui mừng thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết, thì cũng là một trong những cái ngày quan trọng, bởi vì một năm thì đáng lẽ chúng ta có 7 ngày xuân, tuy nhiên quan trọng nhất là 3 cái ngày đầu, mùng 1, mùng 2 và ngày mùng 3. Tuy nhiên thì quý vị cũng đã sắp xếp việc gia đình trở về đây cùng ban tổ chức và đồng đạo giáo viên Nguyễn Văn Tuấn và chúng tôi để chúng ta có một cái buổi truyền thông Phật Pháp ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt thì trong cái hội trường ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của quý vị đến từ các tỉnh bạn, và đặc biệt thì có rất nhiều, rất đông các vị cụ lão là giáo lý viên cũng như các vị tân giáo lý viên cũng về đây hộ pháp. Thì đây là điều hết sức là phải nói rõ là quý kính. Thì để đáp ứng theo cái tinh thần chung trong cái ngày Tết, thì theo tôi nghĩ thì sách xưa cũng đã nói theo cái cổ lệ, mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 là Tết của mẹ, mùng 3 là Tết của thầy. Thì dạo đàn ngày này chúng ta không đến tổ đình, không phải ăn quà tự, tuy nhiên thì hôm nay đồng đạo chúng ta về đây cũng như chúng ta vừa mừng cái ngày kỷ niệm của thân phụ đồng đạo Tuấn trong gia đình, và cũng là cái ngày để chúng ta mừng Tết Thầy, bởi vì Đức Thầy đã vắng mặt rồi. Đức Thầy đã để lại một cái dĩ nghiệp to lớn mà Đức Thầy đã căn dặn chúng ta là phận môn đệ phải lo vun vén. Cho nên ngày hôm nay thì muôn người như một, thì quý vị cũng có nhận định chung với chúng tôi, phổ truyền giáo lý là một cái công tác truyền bá, là mạng mạch để phát triển của đạo trong hiện tại cũng như truyền rộng ở tương lai. Cho nên thì ngày hôm nay chúng ta đến đây quá đầy đủ ý nghĩa trong cái ngày lễ Tết. Và đặc biệt thì trên dưới khoảng 60 phút mình đã nghe đồng đạo Phương Kiều đã chia sẻ qua một cái chuyên đề chánh ngữ, thì quý vị cũng đã thông qua được các ý mà đồng đạo với cái sự hiểu của mình, cái sự trải nghiệm ở nhiều cái diễn đàn khác nhau ở trong các cái địa phương, các tỉnh, thì ngày hôm nay cũng trở về đây từ Kiên Giang xa xôi về đây để chia sẻ qua một cái bài pháp thuật hết sức là ý nghĩa. Thì để đáp ứng theo sự phân công thì giờ đây tôi và vị chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại qua 4 câu giảng mà vừa rồi thì đồng đạo đã nghe đồng đạo đọc giảng viên, tức là chỗ chú Năm Hời đã ngâm lại một đoạn, thì trong đó có 4 câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời du mị, học rài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật,
sửa mình cho trơn. Thì chỉ bốn câu ngắn gọn thôi. Nếu nói về con số từ 28 từ thì đây là 28 từ mà Đức Thầy viết bốn câu trong 76 câu, trong 776 câu, tức là 76 câu của cái bài kệ phần sau cùng và 776 câu của Quyển Phiến Thiện mà Đức Thầy sáng tác vào năm Tân Tỵ ở nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Thì thời gian thì có hạn, thì tôi sẽ chia sẻ qua chuyên đề này ngắn gọn trong 60 phút. Và theo cái sự hiểu của mình đó, thì đối với chúng ta là người đã chuyên hành đạo, có thể nói về nơi đây thì với các vị chú bác của mình, các vị cao niên kỹ trưởng thì ngồi trước mặt của chúng tôi, thì quý vị chúng ta là những người chuyên hành đạo, cho nên thì qua bốn câu giảng này rất là phù hợp. Qua đó cho nên trong cái quá trình tu hành của mình thì đặc biệt một điều Đức Thầy chúng ta không phân biệt giữa thiền tịnh song tu, bởi vì trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Vì vậy cho nên đối với cái triết lý trong cái giáo pháp học Phật tu nhân của đạo Phật giáo Hòa Hảo thì mọi thứ Đức Thầy đưa ra cái phương tiện, chỉ cần đồng đạo chúng ta làm cách nào đó theo cái nhận hiểu, theo cái căn cơ trình độ của mình, làm sao mà tôi và vị chúng ta được lặng tâm, làm sao tôi và vị chúng ta được định thần dẹp hết tà tâm, để rồi chúng ta quần lai bổn tánh thần không quỷ nhường, thì yêu cầu đặt ra như thế là chúng ta đạt được kết quả. Cho nên dung hòa lại với cái triết lý của Tam giáo và đặc biệt là Phật giáo, thì Đức Thầy chúng ta đã sử dụng rất là nhiều cái phương pháp tu hành, có thể nói triết lý Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta cân nhắc kỹ theo các cái thời kinh luật của Đức Phật, thì đây là một triết lý gọi là tổng hợp các pháp môn. Cho nên chỉ cần cái gì phù hợp là Đức Thầy không chừa bỏ một phương tiện nào khác, bởi vì Ngài đã xác định là thể quyết một lời ta độ tận. Vì vậy cho nên để đạt được kết quả giải thoát, để cùng nhau đáp ứng theo cái nguyện vọng của Đức Thầy, đó là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc với là hết khổ, thì tôi và quý vị chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa thiền tịnh song tu để làm sao cho chúng ta được minh tâm kiến tánh. Và muốn đạt được các điều đó thì yếu tố căn bản đầu tiên không thể thiếu đối với người tu của chúng ta cũng như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đồng đạo chúng ta, thì cái việc quy y hàng ngày trong các cái thời lễ bái sớm chiều là một vấn đề căn bản. Có thể nói cúng lạy là một pháp tu không thể thiếu. Nếu như mà chúng ta tu hành mà mình không có cúng lạy, mình thiếu đi những cái sự quy y, những cái thời cúng, những cái sự nguyện vái quy y của mình đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì dầu chúng ta có đạt cách cảnh giới nào đi chăng nữa, nhưng mà vòng vòng thì chúng ta cũng ở ngoài cửa thôi, chứ không bao giờ đạt được kết quả. Và hơn thế nữa thì chúng sanh sống trong cái thời kỳ này thì có thể nói đây là thời kỳ cùng cơ mạt pháp. Tôi và quý vị là những người chúng ta đã trải qua, kinh qua nhiều cái kiếp đời và nhiều kiếp đời ô nhiễm. Có thể nói nhiều kiếp đời chúng ta đã gặp Phật, đã gặp Pháp, nhưng mà vì mình còn mê, mình còn ô nhiễm, và cái sự ô nhiễm, cái sự mà ghiền nhiễm ấy thì nó thiên hình vạn trạng. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái ý về cái miệng lưỡi chúng ta. Cho nên cái quan trọng là giờ này quý vị chúng ta phải biết được mình nghiện cái gì. Bởi vì mình mà biết được mình nghiện thì mình sẽ có cách để chúng ta cai nghiện. Còn nếu mà tôi sợ nhất là mình bị nghiện mà mình không hay không biết, thì đây là một điều rất là khổ khó cho đời tôi chúng ta. Cho nên qua cái ý của bốn câu giảng này thì mình sẽ hiểu được cái nguyên nhân, cách tu, và cuối cùng thì chúng ta đạt được kết quả. Thì chúng tôi cũng xin đi vào thẳng vấn đề. Như vậy thì trước đó thầy đã dạy là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thắt lên tiên đài, mới tới là nam mô miệng niệm hàng ngày. Như vậy thì qua các khái niệm từ nam mô, qua cái đoạn giảng này thì có thể chúng ta hiểu ở hai cách hiểu. Cách thứ nhất, nếu nói về nam mô về tổng thể thì hai từ này tiêu biểu cho sáu từ là nam mô a di đà phật. Như đoạn khác thầy dạy là nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết lành đừng tu. Và như đoạn khác thầy rất rõ, tức là nam mô phật từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh, mà thầy dạy trong quyển nhất. Vì vậy cho nên từ cái chữ nam mô này thì có thể chúng ta hiểu hai cách. Nếu như từ nam mô này mà gắn ở một đoạn khác thì có thể chúng ta hiểu đây là nhị tự của lục tự,
nói cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đoạn giảng này thì Đức Thầy đã có dạy ở cái câu cuối là chuyên lo niệm Phật. Cho nên về cái góc nhìn thứ hai này, từ Nam Mô này theo từ điển, thì từ Nam Mô nếu chúng ta tìm hiểu nghĩa về cái đơn tự về từ Nam Mô thì chúng ta lại có cái nghĩa khác, không phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Nam Mô là gì? Nam Mô là nắng mô. Nếu đồng đạo xem Đạo Phật từ điển, chúng ta sẽ rất rõ ý này. Nam Mô là nắng mô. Nam Mô gồm có 6 nghĩa, đó là cung kính, nương theo, quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã. Cho nên theo cái hiểu của chúng tôi thì từ Nam Mô ở đây có thể chúng ta hiểu ở cái nghĩa thứ hai này là Nam Mô là cái pháp quy y. Mà giờ này trong cái bài nguyện quy y thì quý vị thấy bắt đầu bài nguyện quy là chúng ta đã nguyện cái từ Nam Mô đầu tiên rồi. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Rồi chúng ta nguyện tiếp tục là Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng. Rồi Nam Mô dài xuống hết là luôn cả cái bài nguyện Tây Phương Ngũ Nguyện thì chúng ta đều có nguyện cái từ Nam Mô. Thì cái từ Nam Mô ở các bài nguyện đó và cái từ Nam Mô ở cái đoạn giảng này thì xin thưa đồng đạo đồng nghĩa với nhau, có nghĩa rằng ý Đức Thầy muốn nói đây là cái cách quy y. Theo cái hiểu chúng tôi thì Đức Thầy muốn dạy chúng ta chỗ này, Nam Mô miệng niệm hàng ngày, có nghĩa là hàng ngày ngoài cái việc chúng ta niệm câu lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm cái quên không để gì thật khác, thì bên cạnh đó Đức Thầy muốn nhắc nhở lại một cái phương pháp quy y mà tôi và quý vị hàng ngày chúng ta đều nguyện vái ở cái trong hai cái thời lễ bái của mình. Như đoạn khác Thầy dạy là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sẽ cầu Phật Thánh. Và đồng thời khi hiểu cái nghĩa này thì quý vị chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của từ Nam Mô đồng đạo. Cho nên có thể nói một cách khác, nếu trong đời tu của mình mà quý vị không niệm cái từ Nam Mô là một vấn đề hết sức là uổng. Bởi vì nếu chúng ta niệm từ Nam Mô là chúng ta đã cung kính, đã nương theo, đã quy y, tức là làm theo đó, quy mạng, đem cả cái thân mạng này để chúng ta phụng sự làm theo các bậc đại giác ngộ mà đại để là Phật Pháp Tăng. Rồi đồng thời chúng ta nguyện từ Nam Mô là chúng ta đang kêu các vị siêu nhiên Phật Pháp Tăng độ mình, cứu mình, gọi là độ ngã, cứu ngã. Thì đây là cái chân giá trị mà theo tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Chỉ cần chúng ta niệm cái từ Nam Mô đi đầu các cái câu nguyện thì bao nhiêu là quá đủ nghĩa đồng đạo, quá đủ nghĩa. Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng về cái phương pháp tịnh độ của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta, thì giờ này cũng có một số đồng đạo chúng ta niệm tứ tự là A Di Đà Phật. Ở đây chúng tôi không phủ nhận ở vấn đề này, nhưng nếu chúng ta hiểu về góc độ là người tín đồ của Đức Thầy, người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, là người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta là đệ tử của Đức Thầy, mà quý vị niệm câu lục tự mà thiếu đi từ Nam Mô thì theo cái hiểu của mình đó, kết quả không cao. Có thể chúng ta làm đánh mất đi cái giá trị của cái câu lục tự luôn. Bởi cái từ Nam Mô thì cái nghĩa lý rất là siêu khi mà chúng ta tìm hiểu nghĩa. Và đồng thời khi đồng đạo hàng ngày chúng ta có cúng lại, cũng như hàng ngày chúng ta có niệm Phật, thì đó là Nam Mô miệng niệm hàng ngày. Có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phải niệm, ngày nào chúng ta cũng phải nguyện. Dầu rằng ở đây Thầy dạy chữ miệng, không phải dạy chữ miệng ở đây, miệng niệm đây là chúng ta niệm ra tiếng, không phải như vậy. Mà cái từ miệng niệm đây là một cái chủ thể, một cái chủ thể để nói lên một cái vấn đề. Giống như Thầy dạy là đứng trước mọi việc chi đó, không phải là chúng ta đứng hay ngồi, mà đó là một chủ thể để chỉ một vấn đề. Vì vậy cho nên Nam Mô miệng niệm hàng ngày, ý muốn nói rằng đó, dầu rằng chúng ta nguyện trong nội tâm, nhưng mà xuất phát ra là từ cái khẩu của mình, từ cái miệng của mình. Cho nên đây là cái từ lóc, chứ không thể nào mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen, cũng như hiểu về từ ngữ. Thì thật sự là mỗi đồng đạo chúng ta và chúng tôi thì giờ này mình đã thấm nhuần cái giáo lý của Đức Thầy. Hàng ngày chúng ta đều có niệm Nam Mô trong bài quy y, cũng như chúng ta đều có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này chúng ta không phủ nhận. Mà nếu như mình nói ví dụ là người tu, mà đồng đạo chúng ta chỉ cần chúng ta một ngày, hai ngày mà chúng ta vắng đi niệm cái từ Nam Mô, thì theo tôi nghĩ đề tu chúng ta rất là hụt hẳn, rất là yếu ớt đồng đạo. Ở đây thì có thể quý vị kinh nghiệm hơn chúng tôi. Ví dụ bây giờ đồng đạo mình đang tu hành như vậy, mà tôi nói ví dụ như do một cái điều kiện khách quan nào đó, rồi từ hai cái thời cúng mà chúng ta còn cúng có một thời,
Nghĩa là thay vì một ngày chúng ta niệm Nam Mô rất là nhiều đúng không? Ở hai thời cúng, sớm và khuya. Nhưng mà giờ này chúng ta chỉ niệm có một thời là mình mất đi, mất cái cơ hội để chúng ta niệm cái nghĩa từ Nam Mô, tức là quy mạng, cứu ngã, độ ngã, nước cung kính, nương theo, quy đó. Thì chúng ta mất đi cái đó, thì từ đó cái đạo tâm chúng ta nó sẽ bắt đầu nó sẽ sụt lùi. Rồi từ chỗ sụt lùi đó nó càng ngày nó càng giảm đi và một thời gian ngắn thôi chúng ta không còn cúng nữa. Thì khi mình không còn cúng nữa, đồng thời mình cũng không còn niệm Phật. Bởi vì cúng lại và niệm Phật thì đây là các yếu tố thường đi đôi với nhau. Đối với tôi rất là trân trọng các thời cúng. Thời cúng để làm chi? Để có một cái cơ hội để nhắc nhở lại bản thân chúng ta, và nhờ thời cúng thì chúng ta có niệm Phật. Theo tôi nghĩ, đối với người tín đồ tại gia cư sĩ của chúng ta, thì hàng ngày đồng đạo hình dung ra đi, trong một cái khoảng thời gian hàng ngày chỉ có chúng ta thời cúng là mình niệm Phật nhiều nhất. Ngoài chúng ta niệm Phật theo những cái lạy chúng ta, rồi đồng thời chúng ta còn ngồi niệm Phật 15 phút hay hoặc giả là nửa tiếng hoặc là nhiều hơn tùy theo điều kiện. Đừng nói chi, chỉ cần bắt đầu lên bàn thờ chúng ta quét dọn bông nước là lúc ấy chúng ta đã niệm Phật rồi. Dầu rằng hàng ngày mình bận rộn ngoài chợ, bận rộn miếng vườn, bận rộn ở cái miếng ruộng của mình, nhưng mà khi về nhà chúng ta bắt đầu mình bông nước là lúc ấy chúng ta đã niệm Phật trong tâm rồi. Cho nên thật sự một điều mình kinh nghiệm, nếu như đời tu của mình đồng đạo thiếu đi thời cúng, mình không có niệm Nam Mô mình niệm hàng ngày, thì chúng ta sẽ yếu ớt, bởi bản thân chúng tôi đã vướng đồng đạo à. Cho nên hôm nay để duy trì cái sự tinh tấn tu hành của mình thì mỗi mỗi đồng đạo chúng ta ngày nào chúng ta cũng phải niệm, ngày nào chúng ta cũng phải cúng lại, chúng ta niệm cái từ Nam Mô và đồng thời liên tưởng luôn là Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi chúng ta thực hiện được cái pháp quy này rồi thì đến câu thứ hai Đức Thầy dạy chúng ta là lánh lời du mị, học đài kệ kinh. Bởi vì tại sao Thầy dạy vấn đề này? Mình lật ngược vấn đề lại, bởi vì cũng có người Nam Mô miệng niệm hàng ngày, nhưng mà vị này thì không lánh lời du mị, cũng không học đài kệ kinh. Kính thưa đồng đạo, cho nên điều này thì chúng ta thấy ở trong cộng đồng đạo mình thì có, cũng có những người niệm Phật cũng tinh chuyên lắm, cúng lại một ngày hai thời, có khi là ba thời nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn nói cái lời du mị, mình chưa hoàn toàn lánh lời du mị và bản thân chúng ta cũng chưa học đài kệ kinh. Như vậy thì du mị là gì? Cái từ lánh nghĩa là mình không thể nào gần, mình phải xa lắm cái lời du mị. Trong đó có hai chủ thể. Một chủ thể là bản thân chúng ta khi mở miệng ra thì chúng ta không nói lời du mị. Chủ thể thứ hai, mình nghe người ta nói lời du mị thì chúng ta nên lánh, chúng ta đừng ở gần. Bởi ở gần rồi nhiều khi chúng ta bị tiêm nhiễm đồng đạo à. Bởi vì đây là một cái kinh nghiệm sống. Khi mà mỗi đồng đạo chúng ta nghe một vị nào đó, đồng đạo mình chẳng hạn, vợ mình chẳng hạn, chồng mình chẳng hạn, anh em mình, hàng xóm chẳng hạn, mà nếu người đó nói lời vua mị nhiều quá mà đồng đạo chúng ta không lánh, mình cứ lết gần gần hoài, thì mai mốt của chừng người ta chuyển mình đó. Giống như ông cha chúng ta dạy rất rõ, tức là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Cho nên hôm nay mình phải lánh đồng đạo à, lánh cảnh à. Và Đức Thầy cũng dạy rất rõ là lời sách xưa, cận thủy truy ngư, cận sơn lãnh trần gian tri điểu. Cho nên hôm nay chúng ta là người tu thì mình phải uyển chuyển cách sống chúng ta, ăn ở cư xử chúng ta phải uyển chuyển, thì như vậy mình mới thực hiện cái nghĩa từ lánh. Và từ vua mị ở đây được kết hợp giữa hai cái từ ngữ, giữa hai cái khái niệm từ. Chữ vua nói cho đủ là a vua, như đoạn khác Thầy dạy là nghèo a vua, bợ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp mới là nhơ xấu. Có nghĩa là a vua là nịnh hót, hồ theo đó. Giống như là ở điều răn cấm thứ ba mà Đức Thầy dạy đó, là chúng ta su phụng đó, đồng đạo. Mình su phụng hồ theo, thấy người ta giàu, thấy người ta sang trọng, thấy người ta có thể là mình nhờ cậy được, thì mình lại nịnh hót người ta, dùng những cái lời nói có thể nói là không đúng sự thật để mình là hồ theo đó, thì đó là gọi là vua, mà Đức Thầy dùng là vua. Còn cái từ mị nói đủ là mị dối. Từ mị dối có nghĩa là những cái lời không có thật. Giống như Đức Thầy dạy là dòm trước mắt thấy điều hồ mị, nên động tình bác ái dạ răng, réo những ai lợi dụng làm sàng cho suy sụp, chân nhân mà mịch. Như vậy thì hai khái niệm này, từ ai vua và mị dối, thì được Đức Thầy đúc kết lại. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy từ ngữ thì nó hạn hẹp ở cái câu từ,
ở cái thể thơ Lục Bát, cho nên Đức Thầy không thể nói nguyên từ mà Thầy chỉ nói là chữ tức là vua là mình hiểu là ai vua, và mỹ là mỹ dối. Vậy thì lánh lời mỹ dối có nghĩa là bản thân chúng ta, chủ thể đầu tiên như mình bàn hồi nãy, là mình không thể nào nói cái lời ai vua và cái lời mỹ dối. Cho nên theo tôi nghĩ đồng đạo, như có nói hồi nãy, trong cuộc sống chúng ta mình nghiện đủ thứ hết. Bởi vì thật sự là sống trong cõi đời này, ông cha chúng ta dạy rất rõ, cái điều gì mà mình làm nhiều lần đó, nó thành một thói quen à, và từ thói quen đó lâu ngày thành nghiện. Thí dụ như bây giờ mình nghiện rượu, mình nghiện trà, mình nghiện cà phê, hoặc giả là mình nghiện các thứ khác, nghiện cờ chẳng hạn, thì theo tôi nghĩ là nó rất là dễ bỏ. Tại sao? Bởi mình biết mình là người đang nghiện. Còn một cái vấn đề trong cái câu từ ngữ nghĩa của mình đó đồng đạo, trong cái quá trình giao tiếp đó, thì nhiều khi tôi và vị chúng ta đã nghiện mà mình không biết. Có nghĩa rằng thật sự nhiều khi mình kinh nghiệm bản thân của bản thân mình và với đồng đạo mình, có những cái chúng ta nghiện. Nghiện có cái tánh là nói nhiều. Chúng ta nghiện khi mà gặp người ta thì mình thích đem cái chuyện gia đình của mình, cái chuyện đời tư của mình kể cho người khác nghe. Rồi hoặc giả chúng ta lại nghiện cái tánh là thích nói chuyện người ta. Hồi khi mà gặp người này thì lại đem cái chuyện của người kia nói, gặp người kia đem chuyện người nọ nói. Thì gần như những cái nghiện này là chúng ta thấy rất là nguy hại đồng đạo. Nghiện mình không hay mình đang nghiện đó. Mà thật sự rồi quý vị, khi mà chúng tôi đưa ra khái niệm này đồng đạo, hình dung đi. Nhiều khi bản thân mình đó, mình nhìn lại mình dờn mình mới cảm nhận là mình đang bị nghiện. Trong một cái cuộc trò chuyện như vậy, một ngày hoặc là nhiều ngày, hoặc là một cuộc hoặc là nhiều cuộc trò chuyện, thì khi 5-7 người trò chuyện thì một lát cái mình toàn mình kể chuyện gia đình mình không à, kể chuyện vườn ruộng của mình, chuyện làm ăn của mình. Nhiều khi là mình nói nôm na là mình dành nói hết trơn à, người ta không nói được hết trơn, mình nên dành, thì đó là mình đang bị nghiện. Còn nữa đó, mình không biết lắng nghe, mình không biết yên lặng. Thay vì bây giờ mình nói ví dụ như 50-50 thì một cái cuộc trò chuyện như vậy, ngoài cái việc mình kể chuyện gia đình của mình, kể là khi nào người ta hỏi mà mình kể, thì cái đó là chúng ta không có nghiện. Mà đằng này người ta không hỏi mình cũng kể, mà nếu nói người đời gọi là khoe, thì điều này là chúng ta không thể nào đồng đạo à. Bởi vì những cái đó thì có thể chúng ta rất là dễ rơi vào cái chỗ gọi là mị dối, hoặc giả là cái chỗ là ai vua đó. Rồi cái nghiện thứ hai nữa, thì tôi thấy cũng có một số vị đồng đạo chúng ta, khi mà sáp lại với nhau, câu trước câu sau là nói chuyện thiên hạ, xong bàn chuyện thiên hạ, nói chuyện thiên hạ, nói chuyện đầu trên, nói chuyện đầu dưới. Mà đâu phải chỉ chúng ta nói một lần. Nếu mà nói một lần là không nghiện. Mình nói một lần bữa nay với người này, chiều nay mình gặp người khác thì mình cũng nói chuyện người ta nữa. Ngày mai đến làm tuần thì mình cũng nói chuyện người ta nữa. Ngày mốt đám giỗ mình cũng nói chuyện người ta nữa. Hầu như một năm 365 ngày mình nói chuyện người ta hết 364 ngày đó. Bởi ngày kia mình tỉnh, mình ở nhà, vậy mình nghiện nó đang còn gì đâu. Nghiện nặng á, mà chúng ta không biết mình đang nghiện. Nhiều khi mình nghĩ là cái người nghiện rượu, nghiện thuốc thì mới là người nghiện, không phải đồng đạo à. Ngoài cái việc nghiện rượu, nghiện thuốc ra thì nhiều khi đây là một cái thói quen. Thói quen của mỗi đồng đạo chúng ta, thì những vấn đề này chúng ta không nên. Cho nên cái quan trọng cái gì cũng vậy đồng đạo, mình biết cái bệnh của mình. Tôi biết bệnh của tôi. Quý vị biết bệnh quý vị, là tự nhiên là chúng ta có cách tháo gỡ. Bởi mình biết mình đang là người bị nghiện, đang là người không đúng, đang là một người nói chuyện quá nhiều chẳng hạn như vậy. Thì lúc bây giờ thì mình tự khắc là chúng ta sẽ có cách để tháo gỡ. Còn tôi sợ cái là mình không biết, mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà xin thưa đồng đạo, không bình thường đâu. Từ ở cái chỗ những cái lời nói đó mà nó sẽ kết thành những cái mà chúng ta nói cái lời ai vua. Cho nên hôm nay biết được những vấn đề này, thì cũng như vừa rồi đồng đạo Phương Kiều nói quá nhiều về khổ nghiệp, về chánh, tức là chánh ngữ, về tạng ngữ, cho nên chúng tôi thì cũng không nói nhiều, chỉ đưa ra các ý như vậy để mỗi đồng đạo chúng ta rõ. Bởi vì khi hôm nay một người mà còn có cái lời nói nịnh hót, cái lời nói ai vua để hùa theo đó, thì đồng đạo thấy rõ đây cũng không ngoài cái quyền lợi cá nhân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ kỹ, quyền lợi cá nhân nó chỉ là giả, còn cái quan trọng là cái nghiệp lực, những cái mà nó theo chúng ta từ đời này sang kiếp khác. Một con người bình thường mà nếu là nịnh hót thì chúng ta nói người bình thường thôi, thì con người này là mình thấy không có được đàng hoàng. Cho nên đồng đạo nhớ không, các cái vị vua chúa, các lộng thần tặc tử thì xuất phát từ đâu? Từ chỗ nịnh hót. Cho nên khi mà nói đến chủ vương là ta sợ là vua hồn bí trọng, tức là nịnh hót.
Cho nên một con người nịnh hót thì cái uy tín, cái thể diện của một con người của họ thì không có trọn vẹn đồng đạo. Mình nói gọn không trọn vẹn, chứ đừng nói chi mà chúng ta là người biết đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy rất là sợ. Đức Thầy xét đến 2 lần. Thầy xét, Đức Thầy xét rất rõ. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Rồi thầy, nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Thầy xét 2 lần đồng đạo. Một lần thầy xét cái tổng thể chung về tam nghiệp, và lần thứ hai thì thầy xét gọn về cái khẩu nghiệp. Thì Đức Thầy khẳng định thì rất là nặng. Cho nên ở đây là những vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta, thật sự nếu giờ này đồng đạo mà chúng ta đi vào mức độ cao trong cái hành đạo rồi, thì chúng ta ít nói đồng đạo, ít nói đi để chúng ta lo hành đạo. Còn nếu mình ba qua nhiều quá, như tôi nói hồi nãy, để chúng ta nghiện vào những cái sự tiếp xúc hàng ngày của mình thì uổng lắm đồng đạo. Rồi cái thứ hai nữa là mị dối. Mị dối lời không thật, giống như là nói một đường mà làm một ngã. Cho nên xã hội có từ gọi là mị dân đó, tức là nói như vậy hứa hẹn đủ thứ hết nhưng mà làm không được. Cho nên thật sự vấn đề này mà nếu chúng ta đem mà phanh phui ra đó thì tôi vả vị chúng ta phạm nhiều lắm. Bởi vì mình đã hứa rồi. Ví dụ bây giờ tôi hứa với bạn, bạn hứa với tôi, tôi hứa đồng đạo, đồng đạo hứa với tôi, do điều kiện khách quan nào đó mình không thực hiện được, thì cái lời hứa đó là chúng ta thấy rõ là mình là phạm mị dối rồi. Mà nó có điều kiện đó đồng đạo, nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà do nhiều cái điều kiện khác rồi cuối cùng thì chúng ta lại phạm mị dối. Cho nên Đức Thầy mới dạy là người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ, nói ra chứ có sai lời. Khi mà chúng ta nói cái gì thì chúng ta đừng vội, mà mình phải nhận định là chúng ta nói được, là chúng ta phải làm được. Như vậy mới tránh cái lời mị dối đồng đạo. Còn nếu mình nói được mà mình làm không được thì coi như là mình phạm cái lời mị dối đồng đạo. Giống như từ mị dân đã nói cho nhiều, cho hung như không làm được gì cả. Nhưng mà giữa đồng đạo với nhau thì có thể chúng ta còn châm chế. Nhưng mà một cái điều nó liên quan mật thiết đến từ Nam Mô, là mỗi đồng đạo chúng ta hàng ngày mình nguyện hứa nhiều lắm. Nào là nguyện hứa với củ quyền của mình, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Rồi nào là nguyện hứa với Tam Bảo, với là các vị trong Phật Pháp Tăng. Rồi hứa với là Quan Thượng. Rồi hứa với là chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi. Cho mình đã hứa rồi là mình đã nguyện rồi đồng đạo. Mình đã nguyện cả hối ăn năn làm lành lánh dữ, thì rõ ràng mình đã hứa rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi mình làm có 50 rồi. Mình hứa 100 mà làm có 50, mà 50 là đỡ. Rồi nhiều khi chúng ta làm, mình hứa đến 100 nhưng mà chúng ta làm có 1-2 đồng đạo, rồi có người cũng không làm. Mới hồi nãy hứa nguyện khói ăn năn làm lành lánh dữ đó, mà giờ này bước ra đường lại đằng chợ thì chúng ta lại là làm dữ rồi. Thì như vậy là mình là người mị dối rồi. Mình mới hứa với Tam Bảo thất thì nè, hứa Phật Pháp Tăng thất thì nè, mà giờ này chúng ta lại quên. Trên Đức Thầy mới căn dặn chúng ta 2 chỗ. Một chỗ là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Một chỗ là chi bằng nhớ lại câu hồng thệ, tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỉ con. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Cái mà tôi sợ nhất đó, mà Đức Thầy dạy là thế dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quan hạ. Mình nghe câu giảng mình nghĩ là dương gian lường gạt, trong đó có mình đồng đạo à, có mình cũng đang lường gạt thánh thần. Bởi mình hứa một đường mình làm một nẻo mà. Thì đó là những khái niệm này để chúng ta hiểu ngay, đó là cái lời mỹ dối đó. Những cái lời này thì khi mà chúng ta bàn nhuyễn một chút thì thật sự là khó. Trên hảo nào thầy mới dạy chúng ta là lánh lời mỹ dối. Rồi một cái phương hướng thứ hai nữa, bản thân mình đã lánh rồi đúng không, mình không nói lời a vua, mình không nói cái lời mỹ dối, thì lúc bây giờ chúng ta cũng lánh. Mình gặp đồng đạo nào đó mà đồng đạo này nói nhiều quá, như tôi bàn hồi nãy, a vua và mỹ dối nó rơi chỗ này, thì chúng ta cũng nên khuyên. Lúc đầu thì mình khuyên, mà khuyên không được chúng ta lánh đồng đạo à. Bởi vì thật chất ra nhiều khi quý vị thấy rằng là mình phải tôn trọng người ta. Mà bây giờ tôn trọng người ta, mình dùng cái lời ngọt dịu là Đức Thầy mình khuyên người ta, mà nếu người ta nghe, đồng đạo nghe mình thì quý biết bao nhiêu mà nói. Mà đồng đạo không nghe mình giờ không lẽ làm sao đây, thì có cách là chúng ta lánh thôi. Mình đừng để những cái rong rêu đó mà nó bám vào cái bồ đề. Cho nên hôm nay mình phải lánh. Để làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta thực hiện cái vế thứ hai, học rài kệ kinh. Hôm nay tôi đến với chị, tôi đến với anh, bởi vì tôi là người tu, người đang học Phật, đến học hỏi. Thì nếu như đến với anh với chị tôi học được điều hay ý phải,
Giống như hôm nay đồng đạo chúng ta đến với nhau trong một ánh tình thương để mình học hỏi lấy là ý đẹp. Cho nên thì đến như vậy học hỏi được thì tốt. Mà nếu đến chăng cái gì với đồng đạo học không được, mà sao tôi phiền não quá, tôi nghe chị nói nhiều quá, anh nói nhiều quá, tôi phiền não quá, rồi làm cho tôi lại bức đức nữa. Cái người này mình thương lắm, mà người này tại sao có cái lời nịnh hót, có cái lời mị dối, thì vấn đề này theo tôi nghĩ là chúng ta nên lắm. Và đồng thời cái thời gian mà chúng ta lánh đó thì để làm chi? Để chúng ta học rài kệ kinh. Cho nên học rài kệ kinh là để tháo gỡ cái lời mị dối đồng đạo. Đức thầy đưa hai cái phương pháp này là đối với nhau. Cho nên một người mà nếu học rài kệ kinh thì người này dầu có phạm cái lời mị dối nó cũng đỡ hơn cái người không học rài kệ kinh. Bởi người ta biết mà. Giống như hôm nay chúng ta ngồi đây là mình đã học qua lời Đức thầy rồi. Giả sử hồi đó mình chưa nghe bốn câu giảng này đúng không? Mình còn phạm cái lời ai vua, cái lời mị dối. Nhưng mà hôm nay mình hiểu bốn câu giảng này rồi thì lúc bây giờ chúng ta không có còn mình sợ rồi. Mình đã học rài kệ kinh rồi thì mình sẽ không phạm vào các cái đời, các cái điều ai vua, các lời ai vua và mị dối. Vì vậy cho nên học rài kệ kinh là để thế vào cái chỗ mà chúng ta, để mình lắng đi cái lời ai vua mị dối. Chứ giờ này chúng ta lắng cái này mà mình không bổ sung cái kia là không được đồng đạo. Tức là đây là một cái phương pháp để đối đãi với nhau trong đời hành đạo của mình. Tôi nói nôm na mình có một cái vườn, mà nếu cái miếng vườn này mình không trồng cây ăn trái, miếng đất này mình không trồng ruộng thì đất này nó lên cỏ. Đó là một cái quy luật, một điều kiện tự nhiên, nó sẽ lên cỏ đồng đạo. Đó là đương nhiên thôi. Cho nên hôm nay trong tâm của tôi và quý vị thì bởi vì cỏ rác nhiều quá, bởi vì mình thiếu học Phật, mình thiếu đi cái kinh nghiệm về Phật Pháp, cho nên chính vì vậy mình mới rơi vào cái chỗ là cái lời du mị như chúng ta vừa bàn. Vì vậy cho nên để thoát cái lời du mị, để lánh lời du mị thì giờ này tôi và quý vị chúng ta học này kệ kinh. Như vậy thì kệ kinh nói gọn là lời Đức Thầy, kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật hành hành trong thầy. Hay hoặc là Đức Thầy biết rất rõ là ta yêu chúng biết ra dẫn kệ, khuyên tăng độ cùng các tín độ nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Vì vậy cho nên kệ kinh ở đây, học rài kệ kinh là chúng ta học dẫn thầy, chứ không phải học rài kệ kinh đây chúng ta chạy đi kiếm kinh kiếm kệ chúng ta học. Bởi vì kinh là gì? Kinh là lời của Phật nói ra, lời của Phật thuyết ra, gọi là kinh. Như vậy thì toàn bộ quyển sách giảng thi văn toàn bộ thì do ông Phật không biết ra, A Bục Thần thơ đã đề khai. Cho nên vì cái điều kiện muốn lưu truyền hậu thế, do đó Đức Thầy chúng ta mới viết ra giảng kệ. Cho nên một vị Phật mà viết hoặc là nói thì những cái đó gọi là kinh. Còn nếu một cái người mà chưa chứng được quả Phật thì chưa phải gọi đó là kinh, là kệ, kinh là đồng đạo. Cho nên mình nói kinh là gì? Kinh là lời của ông Phật. Mà Đức Thầy chúng ta là Phật, là kim sơn Phật ấy giáng sanh đành ranh. Cho nên những cái gì mà Đức Thầy chúng ta nói được ghi chép lại, hoặc chả là những gì mà Đức Thầy chúng ta ghi chép thay vì ngôn từ, thì những cái đó đều là kinh. Mình hiểu cái nghĩa này là chúng ta mới sáng đồng đạo. Cho nên hôm nay do một điều kiện khách quan, thế giới này đã có tam tạng giáo điển rồi. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới để cái nội dung là sáng giảng thi văn toàn bộ. Thứ nhất là không có trùng lắp, bởi vì đã có kinh kệ Đức Phật rồi, Đức Thầy ra đời mở đạo là không cho trùng lắp. Cái thứ hai, sám giảng là những cái từ ngữ mang một tính phổ rộng, nó phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sinh trong cái thời buổi này. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật không viết một từ nào, mà hôm nay Đức Thầy chúng ta lại hạ bút thần để Đức Thầy là phải nói rõ là viết cho Trần Hảo tờ đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Và từ kệ là gì? Kệ, nói cho đủ là kệ giả, kiệt giả, nhiếp nghĩa tận, cố danh di kệ. Kệ là được gồm nhiếp lại một thời kinh hay là một thời pháp. Mà thường thường kính thưa đồng đạo, ngày xưa thì Đức Phật khi mà thuyết xong một thời kinh, Đức Phật thường tóm lại một bài kệ. Bởi vì kinh là giảng, mà kệ là đúc kết của kinh. Kệ là những cái gọn, ngắn gọn, những cái tinh tế của kinh. Và kệ để làm chi? Giúp cho môn nhân đệ tử rất là dễ nhớ. Nhiều khi kinh dài quá mình khó nhớ, nhưng mà kệ thì lúc bây giờ chúng ta rất là dễ nhớ. Vậy thì trong lời dạy Đức Thầy thì xin thưa đồng đạo, do cái thời kỳ căn cơ trình độ mà Đức Thầy tùy phong hóa dân sanh phù hợp, cho nên trong lời Đức Thầy theo tôi nghĩ Đức Thầy viết kệ rất là nhiều đồng đạo. Ngày xưa các vị tổ như vậy thì chỉ có một bài kệ thôi,
một hoặc hai bè kệ thôi. Đức Phật chúng ta để lại kệ cũng không nhiều lắm. Nhưng mà do cái tình tiết ngày giờ này, Đức Thầy biết được căn cơ chúng ta, cho nên phần nhiều trong thi văn toàn bộ Đức Thầy sám giảng thi văn toàn bộ thì Đức Thầy viết kệ nhiều. Vì thấy ông Nguyễn Nhất thì chúng ta có thể nói là Nguyễn Kinh, trong đó cũng có kệ trong đó nha, nhất là Cố Tứ có kệ sau cùng về Phán Thủ Vũ Sơn Kỳ Hương. Rồi Nguyễn Nhì là Nguyễn Kệ, rồi Kệ Dân Người Không. Rồi Nguyễn Ba là Nguyễn Kinh. Rồi Nguyễn Tư là Nguyễn Kệ. Rồi Nguyễn Năm là Kinh và Kệ. Mà Nguyễn Năm thì chúng ta thấy kệ nhiều hơn trong đó, bởi vì ngoài cái đoạn đầu Đức Thầy giới thiệu ra thì Đức Thầy bắt đầu viết kệ không à, Kinh Hương Đồng Đạo. Cho nên Nguyễn Năm là kệ rất là nhiều. Rồi Nguyễn Sáu là Kinh. Như vậy thì nội mà sáu quyển giảng Đức Thầy mà chúng ta phân tích ra Thầy viết kệ nhiều hơn Kinh. Có nghĩa là đúc kết lại thời kỳ này, Đức Thầy đúc kết lại cần chi gạn mỗi viễn vọng, làm người chưa vẹn có lòng thánh thơi, nói nhiều lắm sẽ lơi tình nghĩa chữ hiền lành trao trĩa cho xong. Cho nên trong sống trong thời buổi này thì Đức Thầy đúc kết lại cho ngắn gọn để chúng ta dễ học dễ tu. Thế mà giờ này chúng ta còn bỏ ngơ đồng đọc, còn bỏ ngơ mình không quan tâm đến đồng đọc. Dễ gì mà chúng ta có được lời của ông Phật để chúng ta học tập, để chúng ta tu hành. Cho nên giờ này mỗi đạo chúng ta từ cái định nghĩa đó, thì giờ này mình phải dành cái thời gian hàng ngày, chúng ta phải dành cái thời gian để chúng ta xem lời Đức Thầy. Đó gọi là học rày kỹ kinh mà Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miệng ám phong ba. Như vậy thì một người, tôi nói ví dụ đi, hầu đó mà mình chưa học giảng thì đồng đạo nhìn mình đi, khi mình chưa học giảng thầy, chưa thuộc một câu giảng nào cả, cũng chưa từng đi dự thuyết trình thuyết giảng, cũng chưa từng đọc qua lời Đức Thầy, thì đồng đạo chúng ta cũng tu nữa, nhưng mà mình tu khác. Hàng ngày mình ăn ở, mình cư xử, mình đối xử nó khác đồng đạo à. Mà khi hôm nay có dịp chúng ta đọc qua giảng thầy nhiều lần, hoặc giả chúng ta thuộc một vài bài, một vài quyển, thì lúc bây giờ chúng ta có một tư duy, thì từ cái tư duy đó nó là một chủ thể, thì cách ăn nói cư xử của mình nó khác. Cho nên cũng có nhiều cô nói với mình: chú Tâm ơi, chồng tôi đó cọc cằn lắm, ổng khó khăn lắm, nhưng mà từ ngày bắt giảng thầy nghe đến giờ ổng hiền lắm, ổng nói chuyện dịu dàng dễ thương lắm. Thì đây là những cái hoa trái mà chúng ta đạt được trong cuộc sống. Tôi nói nôm na trong một tổ từ thiện đi, mà nếu như trong cái nhóm quý vị làm từ thiện cái tổ này 10 người thì đương nhiên những người nào mà có học rày kệ kinh thì người này người ta làm thì ta không có khoe, người ta làm ta không có nổ, người ta làm ta giấu, người ta sợ, người ta làm như vậy là phước hưởng trọn. Còn một cái người cũng làm từ thiện giống như nhau trong một tổ nhưng mà kinh kệ không biết, thì đồng đạo thấy không, cái kết quả nó khác. Lúc bây giờ buông ra thì sân, buông lợi thì si, buông lợi thì khoe khoang, buông ra thì phạm cái tội này, buông lợi thì phạm cái lỗi nọ. Thì đó, do đó cho nên chúng ta có làm nhưng mà chúng ta hưởng không được, không có trọn vẹn. Bởi vì cái nền tảng kinh kệ là nền tảng, lời Đức Thầy là nền tảng, mà cái nền tảng này mình không có, cái mảnh đất phì nhiêu này mình không có, thì chúng ta trồng cái gì lên đây nó cũng không tốt đồng đạo. Vì vậy cho nên từ đó thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng, mình phải dành cái thời gian để tôi và vị chúng ta học rày kệ kinh. Mình phải thấy được cái quá trình thực tế trong cuộc sống của mình khi mình chưa học kệ kinh, và khi đã và đang học kệ kinh thì cuộc sống diễn biến như thế nào về cách ăn ở cư xử hàng ngày. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái quả trái mình mới ham đồng đạo. Và đồng thời hôm nay mình là người tín đồ Đức Thầy thì Đức Thầy đã xác định rất rõ là bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trong năm khắp cùng Đức Thầy chúng ta xa vắng đọc, Đức Thầy để lại quyển sám giảng thì văn toàn bộ. Cho nên nếu như người đồng đạo nào mà chúng ta thường đọc giảng thầy, thường học lại kệ kinh, là tôi bảo vệ chúng ta đang gần thầy, đang gần Phật. Bởi vì mình mở quyển giảng ra xem là chúng ta dầu rằng chúng ta đọc nhưng mà dư âm trong tư duy chúng ta đó, trong ý tưởng chúng ta là hầu như Đức Thầy đang nói bên tai mình đồng đạo à. Dầu là mình đọc là Đức Thầy nhưng mà hầu như thầy nhắc nhở mình nào là những thói hư tật xấu hay răng chừa sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt, đời nào là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên, đời nào là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, nào là biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, rồi thêm kính nhường anh chị cả cô chị mắt chẳng thấy lũ dằn phi xảo trá, vân vân. Như vậy thì học là Đức Thầy thì đồng đạo chúng ta sẽ có được một cái nhân cách sống đó, một cái nhân cách sống, một cái tri thức, và cái nhân cách sống này chúng ta học từ ông Phật. Cho nên tất cả các hiền triết, các học giả
Thì chính thưa đồng đạo, nếu mà chúng ta so với ông Phật thì còn kém rất là xa. Cho nên tại sao mình không áp dụng? Nhà chúng ta có sẵn của báo mà giờ này không áp dụng đắc uổng đồng đạo. Do đó thì đồng đạo chúng ta phát triển trong đời tu của mình, nhất là chúng ta lánh lời du mị, thì mình không thể nào thiếu học Đài Kệ Kinh. Và khi chúng ta học Đài Kệ Kinh xong rồi, không phải chúng ta có được cái vốn kiến thức này để rồi chúng ta lè đời, để chúng ta là phải nói gọn là lè thiên hạ. Mà khi có vốn kiến thức này rồi thì mỗi đồng đạo chúng ta phải trở lại chính bản thân mình, đó là trao tâm luyện tánh cho mình. Như vậy thì muốn trao tâm luyện tánh cho mình mà đồng đạo chúng ta không có một cái nền tảng học Đài Kệ Kinh, lấy đâu chúng ta trao tâm luyện tánh đồng đạo? Tức là không có một cái cơ sở. Cho nên hôm nay muốn đạt ở cái từ trao tâm luyện tánh cho mình thì cơ sở vững chãi đầu tiên học Đài Kệ Kinh. Cho nên là Đức Thầy dạy mà nó có một cái rất là chặt chẽ, có trước có sau, để mỗi đồng đạo chúng ta áp dụng để mình thực hiện trong đời tu của mình. Và đồng thời khi mình đã biết kinh kệ rồi thì lúc bây giờ mình phải dòm mình phải quay lại chính mình, chứ không phải biết kinh kệ rồi mình dòm đầu trên xuống dưới coi đồng đạo nào làm không đúng làm sai cái mình dùng lực thầy mình sửa đồng đạo mình. Mình biết sửa đồng đạo mình, nhưng mà nhiều khi mình không sửa lại bản thân mình, bởi vì cái bản ngã mình nó lo, nó lớn quá, nó to quá. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận định điều này đúng để chúng ta trở lại là trao tâm luyện tánh. Như vậy thì trao tâm còn gọi là tu tâm. Cái chữ trao này là trao sửa. Như đoạn khác thầy dạy là trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ, về nơi tiên cảnh mới nhàn thanh, rồi nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy đáng tâm. Cho nên trao tâm có nghĩa là chúng ta tu tâm đồng đạo. Cái từ trao tâm và tu tâm thì xin thưa đồng đạo không khác. Trao tâm là chúng ta trở lại trong nội tâm của mình để mình trao sửa. Khi mình dòm trong nội tâm của mình thì lúc bây giờ đồng đạo sẽ phát hiện được nhiều cái vấn đề. Bởi vì khi chưa có dịp nhìn vào nội tâm, chưa có dịp học Phật thì nhiều khi chúng ta cũng chưa có nắm vững. Nhưng mà khi mình học Phật, nhất là các cái câu giảng mà thầy dạy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì khi học các câu giảng này rồi thì chúng ta mình biết được rằng cái tâm mình nó sẽ là sinh ra thiên hình vạn trạng. Có nghĩa trong tâm của mình có Phật tính nè, trong tâm của mình có nhân tính nè, trong tâm của mình có ma tính nè, trong tâm của mình có quỷ tính nè, trong tâm của mình cũng có thú tính luôn. Bởi vì thầy dạy là lan tâm như thú thiếu lông, trớ tiêu cửa miệng trong lòng gươm đau. Thì trong tâm chúng ta có đủ hết cái vấn đề đó. Cho nên vấn đề trao tâm là đồng đạo chúng ta phải quay trở lại nhìn cái nội tâm của mình. Đây còn gọi là cái thể thiền định đồng đạo. Cho nên trong cuộc đời làm đạo của mình thì một cái mẫu chuyện có thật mình đã chứng kiến. Mình có một ông bạn, thì thật sự khi bạn qua thiền học thì ông bạn mình đi lạc cái hướng của thiền. Cho nên lúc bây giờ thì trải nghiệm một thời gian tu tập thì ông bạn của mình, ông đã bị cái bệnh gọi là bệnh thần kinh đồng đạo. Đến giờ này còn đang chữa trị đó. Có nghĩa rằng bởi vì mình không nắm vững được cái ý mà Đức Thầy dạy. Vì vậy nên trao tâm là chúng ta dồn lại mình. Khi đồng đạo dồn lại mình phát hiện được trong nội tâm mình có Phật tính, có nhân tính, có ma tính, có quỷ tính, có thú tính. Thì lúc bây giờ chúng ta biết được điều đó thì mình cần phải tìm cách để chúng ta diệt yêu trừ ma, để mình hiện hữu một cái nhân tính, hoặc giả là chúng ta sống với Phật tính. Như lời Đức Thầy dạy, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Dầu đang làm nhưng mà cái gì sai chúng ta làm thì đó là nội tâm. Cái gì sai chúng ta làm gian ác thì hoàn toàn nội tâm. Cái gì khiến chúng ta làm cái điều chân chánh thì hoàn toàn là ý tưởng, là nội tâm. Nếu ý tưởng chúng ta là ma, là tà, là thú tính thì đương nhiên cái việc làm bên ngoài chúng ta nó không chánh rồi đồng đạo. Nó không chánh. Thì từ đó, từ ở cái nội tâm là ma là quỷ, rồi cộng việc làm hung ác, thì cuối cùng chúng ta trở lại nguyên hình, đó là quỷ là ma. Còn nếu nội tâm chúng ta là Phật tánh, nội tâm chúng ta là nhân tánh, thì lúc bấy giờ cái việc làm chúng ta nó chân chánh, thì cuối cùng nguyên hình chúng ta là Phật, chúng ta là tiên. Cho nên thầy mới dạy rất rõ là Phật tiên thánh muôn loại vạn Phật cũng ở trong quả đất dựng gậy, siêu thăng nhẹ tách đường mây trầm luân quan nghiệp càng kê tiên hoài, mà thầy dạy rất rõ trong bài thu đất cuối. Cho nên mình phải nhận định đúng vấn đề này để
Để làm chi? Để rồi coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Cho nên trao tâm luyện tánh ở đây muốn nói đây cũng là một cái phương pháp thiền đồng đắp. Bởi vì luyện tánh, tâm và tánh thì hai cái này chúng ta nói hai thì nó cũng đúng, mà thật sự hai nhưng mà có một. Bởi vì tâm là cái thể ở trong, tánh là cái dụng bên ngoài. Tâm và tánh hai cái này thì nó gắn với nhau đồng đạo, giống như nước và sóng, kết hợp đồng đạo, giống như đèn và dầu vậy đó. Cho nên dầu là tâm, mà cái ngọn đèn cháy ở trên thì đó là tánh. Nước là tâm mà sống thì đó là tánh. Cho nên nhiều khi mà chúng ta nhận diện vấn đề giữa mỗi con người với nhau, khi chúng ta chưa có tha tâm thông, thì thường là mình nhận diện ở cái tâm. Kinh thưa đồng đạo, chúng ta khó biết được cái tâm. Có thể cái tâm nó tiềm ẩn ở bên trong, chúng ta không biết, nhưng mà cái tánh thì thường nó hiện bên ngoài. Như vậy thì tánh là những cái thói quen, những cái ghiền nhiễm mà chúng ta bàn hồi nãy, những cái tập tục, những cái mà phải nói rõ là hủ bại mà chúng ta ô nhiễm ở nhiều đời nhiều kiếp trong cái cuộc sống. Có nghĩa rằng những cái hành động, những cái việc làm bất chánh thì những cái đó là những cái tánh xấu mà Đức Thầy dạy rất rõ là những thói hư tật xấu đang chừa. Như vậy thì từ đó chúng ta phải luyện. Cho nên hôm nay quý vị thấy rằng đó, nếu mà chúng ta muốn có lời chân chánh thì Thầy dạy hãy tập lời nói mình cho chân chánh, đúng cái sự thật. Muốn có lời nói chân chánh như đồng đạo Phương Kiều trình bày hồi nãy thì chúng ta phải tập, phải tập mới được, chứ không phải mà một ngày hai ngày mà có. Rồi từ ở cái trạng thái tập luyện này, rồi lâu ngày thành rèn luyện, rồi từ rèn luyện này thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phải nói gọn là được, là phải nói rõ là tinh luyện, rồi được lão luyện, chứ mới đạt được kết quả đồng đạo. Cho nên thật sự là trong cái cuộc đời tu của mình đó, chúng ta học tập hoài, học tập mãi đồng đạo. Cái quan trọng mình biết được cái điều tệ, cái điều dở của mình thì mình phải rèn luyện, mình phải tập luyện. Và Đức Thầy dạy cho mình, cái cho mình là sáng. Cho nên đây là phương pháp gọi là minh tâm kiến tánh. Khi ngày xưa mà chúng ta viết cái từ chữ nho đó, thì trong cái chữ minh nó có hai từ, tức là hai bộ từ trong 213 bộ từ. Thì cái đó là trong cái từ minh thì có cái chữ nhật và cái chữ nguyệt. Chữ nhật là mặt trăng, mà cái chữ nguyệt là chữ nhật là mặt trời, mà chữ nguyệt là mặt trăng. Như vậy thì trong cái chữ minh nó có chữ nhật và chữ nguyệt. Y muốn nói sáng ở đây là chúng ta sáng luôn cả bên ngoài, tức là sáng luôn quang, sáng luôn minh. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên chữ minh là muốn nói là sáng bất tận. Và chữ minh ở đây nói cho đủ là minh tâm kiến tánh. Theo là Đức Thầy dạy trong này là chúng ta được minh tâm kiến tánh. Như vậy thì muốn đạt minh tâm kiến tánh thì giờ này cái quan trọng là phải trao tâm luyện tánh cho mình. Tức là chúng ta trao tâm luyện tánh là nhân. Cái kết quả đó là chúng ta được minh tâm kiến tánh cho mình là đạt được đằng đó. Như vậy thì giờ này muốn đạt được cái vấn đề này thì mình phải trở lại một cái phương pháp thiền. Tức là chúng ta sống thế nào đó mà mỗi đồng đạo chúng ta phải nhìn mình. Cái quan trọng tôi nói ví dụ trong cuộc sống của mình, đồng đạo khi mà mình nghe hôm nay mình niệm Phật, niệm Phật được ngồi tòa sen, hôm nay ngồi thiền được gặp Phật, được về cõi Tây Phương Cực Lạc gì đó, rồi chúng ta cứ quan tưởng khi mình ngồi xuống, hoặc là trong nội tâm mình lúc nào mình cũng thấy mình được về Cực Lạc, được ngồi tòa sen, thì đó là chúng ta sẽ bị bệnh đồng đạo. Cũng như trường hợp ông bạn tôi nói hồi nãy đó. Bởi vì cái mục đích của thiền là chúng ta nhìn mình. Chừng nào đồng đạo thẩm thấu mình, nhìn mình, biết được, nắm vững, sống trong tỉnh thức, thì lúc đó là tự mọi cái động tĩnh của mình đó mình đều biết của mình. Thì điều này Đức Thầy dạy là ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Thì đây là một vấn đề trao tâm luyện tánh, là phải nói gọn là rất là tuyệt vời. Bởi vì ở một phương diện nào, tôi và quý vị chúng ta cũng biết mình. Cái quan trọng giờ này mình nên biết mình. Mình biết mình lạnh nóng, bản thân mình biết. Thì khi mình biết mình sẽ khắc chế. Và từ chúng ta biết mình rồi, khắc chế rồi, thì lúc giờ chúng ta mới biết cả thế gian, biết cả đại chúng, chúng ta mới sáng, chúng ta mới nhìn thấu suốt được vạn vật, mình mới được về cầu tòa sen, mình mới thấu suốt được tam thiên đại thiên thế giới. Còn bằng ngược lại, nếu như giờ này mình nghe Đức Thầy giới thiệu là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần long bốn phan, mình nghe lời Đức Thầy giới thiệu là cặp mắt thánh dồn xem tứ hải, thương hồng trần mượn sát tay xanh, mình nghe các vị tổ, vị chư sư giới thiệu rằng các ngài có một cách nhìn thông suốt cả tam thiên đại thiên thế giới,
cái lúc bây giờ chúng ta lại ao ước, hoặc giả là mình nghe Đức Thầy giới thiệu là tu định đã thế cho rồi thì sao mà được đứng ngồi tòa sen, thì mình lúc này mình mơ ước mình được, mình muốn mình được ngồi tòa sen, mình muốn mình được là nhìn thấy thông suốt hết tất cả, giống như thầy mình, giống như các vị chư tổ chư sư. Thì trong quá trình mà chúng ta mơ ước như vậy là chúng ta đang đi ngược lại với trao tâm luyện tánh đồng đạo. Bởi vì mình khi mình có ý tưởng đó thì lúc bây giờ ma vương nó sẽ đáp ứng ý tưởng của mình, mà trong đạo mình là tôi thấy đã có rồi, đã có trường hợp xảy ra là mới dám nói đồng đạo. Ma vương biết ý tưởng mình là mình đang mơ mộng, thay vì mình nhìn vào mình không nhìn mà mình nhìn rộng, thì từ mình nhìn rộng đó ma vương nó có được thần thông, nó sẽ giúp cho mình biết được mọi thứ hết. Nhưng mà đến lúc đó mình nghĩ là mình đắc đạo, nhưng mà không ngờ là mình đang rơi vào tà đạo mà nghĩ đắc đạo. Mình biết hết mọi thứ nhưng mà không ngờ thì mình biết mọi thứ, trong khi đó mình không biết ở bản thân mình, mình không biết được ý tưởng mình trong đó có tà, có ma, có thú, có nhân tính như chúng ta bàn hồi nãy. Thì như vậy là chúng ta sẽ hỏng mất cả đời tu của mình. Như tôi nói hồi nãy, người bạn của tôi chính vì nhìn xa trong rộng không nhìn mình, cuối cùng thì giờ này còn phải uống thuốc thần kinh hàng ngày đồng đạo. Cho nên thì khi mà cái bệnh mà lên nặng rồi đó thì có nói chuyện với mình còn nói thượng thừa không à, nói chuyện giải thoát không à, không nói chuyện thế gian đâu, nói mình nghe giống như đắc đạo đó. Nhưng mà không ngờ thì đi khám bệnh là bị thần kinh. Cho nên thì lúc đấy thì đây là một cái vấn đề có thật trong đời tu của mình. Cho nên hôm nay muốn chia sẻ ở đây với quý vị đồng đạo chúng ta về cái phương pháp trao tâm để đánh trong mình này, thì mỗi đồng đạo chúng ta nên nhìn mình, nên biết được những động tịnh trong nội tâm của mình. Quý vị nên hằng sống trong tỉnh thức. Đồng đạo ngồi đấy nhìn mình đi, nhìn ngược mình thì trong tư tưởng mình tà chánh vọng trơn, thì đồng đạo là người nắm vững hơn hết. Tôi đâu có biết trong tâm đồng đạo làm sao, nhưng đồng đạo là người biết được trong nội tâm đồng đạo để đồng đạo sửa, thì đó gọi là trao tâm luyện tánh cho mình. Và câu giảng sau cùng Đức Thầy sợ tôi và quý vị không thành công, đáng lẽ đó là trao tâm luyện tánh cho mình được rồi, nhưng mà Đức Thầy sợ mình không thành công để được sáng tâm ở góc độ minh tâm kiến tánh. Cho nên câu giảng sau cùng Thầy mới dạy là chuyên lo niệm Phật, sửa mình cho trơn. Như vậy thì Đức Thầy kết hợp lại giữa thiền và tịnh, ngoài các phương pháp trao tâm luyện tánh, thì hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta chuyên tâm niệm Phật, chuyên lo niệm Phật cũng là chúng ta trao tâm đó đồng đạo. Mình phải nhận định chỗ này, chuyên lo niệm Phật là chúng ta đang trao tâm, mà chuyên lo niệm Phật là chúng ta đang luyện tánh. Nói cách dễ hiểu đó, bây giờ này mình bàn đi, mình muốn biết mình thấy mình thì đồng đạo phải nhìn trong nội tâm mình, lúc nào trong tâm chúng ta cũng lo niệm Phật hết thì đó là chúng ta đang trao tâm. Bởi vì Thầy dạy rất rõ cái câu cuối cùng của đoạn giảng này, gọi là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc giải khuyến. Cho nên hôm nay người tín đồ tại gia cư sĩ chúng ta hằng hổ kiên trì pháp môn tịnh độ, cuối cùng kết quả đạt được là tâm viên mãn đó. Thì tâm viên mãn là bằng cái minh tâm kiến tánh, bởi vì từ viên mãn là sáng suốt, từ viên mãn là tròn đầy, viên mãn là minh tâm kiến tánh, cái nơi đồng đạo. Như vậy thì vấn đề đặt ra đây là tôi và vị chúng ta có chuyên lo niệm Phật hay không, đây là vấn đề. Nếu như trong hội trường này quý chú quý bác mình mà chuyên lo niệm Phật thì tốt, chúng ta nên phát huy. Còn một số khác mà giờ này tôi và vị chúng ta chưa có chuyên lo niệm Phật, mà chúng ta chuyên lo về danh, chuyên lo về lợi, chuyên lo về tình, chuyên lo về gia đình, chuyên lo về cháu nội cháu ngoại, chuyên lo cho thằng Út học đại học, thì vấn đề này chúng ta nên suy nghĩ lại. Bởi vì lo giàu nghèo lo mãi chẳng thành, ham công danh quên sự quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Cho nên chúng ta cũng chính vì mình không lo niệm Phật, mình lo nhiều quá ở cái chuyện thế sự. Cái chuyện qua rồi chúng ta cũng lo, cái chuyện chưa đến chúng ta cũng lo. Vì vậy cho nên cuối cùng rồi chúng ta bị hỏng, cả đời chúng ta hoang phí. Nếu mình chưa gặp Phật, mình chưa tu hỏng đến nỗi. Còn giờ này mình đã gặp Thầy là Phật rồi, mình là người học Phật rồi, đến đây là mình là người học Phật rồi, mà đồng đạo không chuyên lo niệm Phật, uổng lắm. Chúng ta dùng một khái niệm dễ hiểu là phương ngữ, uổng lắm, kính thưa đồng đạo. Bởi vì quý vị chuyên lo niệm Phật, chúng ta mới thành Phật, mới về với Phật. Còn giờ này chúng ta là người tu mà chúng ta chuyên lo làm ăn, thì chúng ta mai mốt đắc làm ăn, thành người làm ăn, kính thưa đồng đạo. Mà nếu đồng đạo mà chuyên lo cho con cho cháu nhiều quá đó,
thì quý vị coi chừng ở tiền kiếp, ở sau này chúng ta đào thai trở lại đấy, để chúng ta trả lại cái nghiệp mà mình lo làm đâu à. Còn nếu mà tôi và vị chuyên lo niệm Phật thì mãn kiếp hồng trần là chúng ta sanh lạc quốc thôi. Nó đất hay vậy, rất rõ đông đâu. Cho nên giờ này mình mới tìm hiểu cái nguyên nhân, cái gì mà nó làm cho tôi và vị không lo niệm Phật. Có phải danh lợi tình không? Đây là ba cái món mà phải nói gọn là chúng ta thường vướng. Khi mà mình chưa nghĩ đến danh, lúc bây giờ mình niệm Phật ngon lành lắm. Nhưng mà hôm nay nghĩ đến danh rồi, mình muốn làm sao mình được có một cái danh, muốn được làm sao được quyền cao chức trọng, mình muốn làm sao được cái người giỏi, được mọi người biết đến mình, thì lúc bây giờ là coi như là chúng ta không còn nhớ niệm Phật, mình chạy theo cái danh. Rồi hồi đó mình sống cái cảnh già lam, cái cảnh tri túc thường lạc, mình không có chạy theo phải nói gọn là tiền tài danh vọng, thì mình niệm Phật ngon lành. Mà giờ này mình thấy người ta có cái nhà đẹp quá, thấy người ta có cái xe đẹp quá, cái lúc bây giờ cái tâm mình nó chuyển, mình ráng làm sao mà mua được cái xe giống người ta, cất cái nhà giống người ta, phong đồng đạo, thì lúc giờ mình đâu còn niệm Phật nữa. Hay hoặc là ngày xưa khi mình chưa có một tình ý với một người nào, cá nhân nào, thì bữa nào cúng lại niệm Phật cũng ngon lành. Ngồi niệm Phật là nhất tâm nghe, tỉnh tọa cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà giờ này có tình ý với cô xóm trên rồi, có tình ý với anh xóm dưới rồi, thì trong khi đó đang ngồi niệm Phật mà cái hình ảnh, cái hình bóng của cái cô xóm trên, anh xóm dưới nó cứ nhảy vô hoài à, nó dành với mình. Cho nên cái vấn đề mà nó làm cho mình không chuyên lo niệm Phật, xin thưa đồng đạo, không ngoài danh lợi tình đồng đạo à, đây là ba cái món phiền não, ba cái món căn bản mà nó lôi kéo tôi và quý vị chúng ta sống trong giờ đến ngày giờ này đó. Đáng lẽ là mình giải thoát rồi đúng không, đáng lẽ mình về tòa sen rồi, bởi vì đạo Phật đã có trên 2500 năm nay mà mình còn ở đây là mình là sắc vụn đó. Giống như Đức Thầy dạy Ngô Thành Bá, mình là sắc vụn đồng đạo. Mà mai Đức Thầy có cái lò luyện phép, chỉ cần đồng đạo chúng ta chui vào cái lò luyện phép của Thầy thì chúng ta giàu là sắc vụn, nhưng mà Đức Thầy sẽ rèn chúng ta qua cái phương pháp này để thành một cái vật hữu dụng trong hiện tại và tương lai, chúng ta đạt được kết quả. Như vậy thì giờ này hiểu được điều này, để chuyên lo niệm Phật, thì theo tôi nghĩ mỗi đồng đạo chúng ta phải có tín nguyện hạnh. Đây là vấn đề căn bản mà Đức Thầy dạy chúng ta là cứ như tâm tín nguyện phụng hành, được cố gắng về nơi an dưỡng, rồi chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê độ chứ cuộc luân hồi. Khi mà đồng đạo chúng ta có tính, đồng đạo chúng ta có nguyện, đồng đạo chúng ta có hạnh, thì coi như là chúng ta đã có được cơ hội là chuyên niệm Phật. Tính là tính, nguyện là tha thiết, cái chữ hạnh là hành, mình mới thực hiện. Theo là Đức Thầy dạy, chúng ta niệm Phật trong thời khóa, rồi niệm Phật trong tứ tướng quy nghi. Từ trạng thái chúng ta niệm Phật nó vắn đoạn, không được nhất tâm, thì mình phải làm sao để chúng ta cố gắng câu niệm Phật, câu lục tự trước và câu sau liên tục tương tục nơi tâm chúng ta, để đạt một cảnh giới nhất tâm bất loạn, thì đó coi như là chúng ta chuyên lo niệm Phật. Và đồng thời ngoài tính nguyện hạnh ra thì mỗi đồng đạo chúng ta yếu tố sau cùng là phải sửa mình cho trơn. Bởi vì nếu chúng ta sửa mình chưa có trơn thì chúng ta cũng không có chuyên lo niệm Phật đồng đạo. Chứ trơn là gì? Chứ trơn là đẹp, trơn là láng là đẹp. Giống như Đức Thầy dạy là Đức Thầy dạy là sát trần tục với cây cảnh khết, làm hiền lành nó phải tiêu mòn, đẻo với bào đứt nó cũng tròn, đến chừng đó trong vào rất tốt. Thì đến chừng đó trong vào rất tốt thì đó là trơn. Còn nếu mà trong vào chưa có tốt thì chưa có trơn. Cho nên cái câu giảng mà Thầy dạy, người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cũng trong cũng nhìn đó. Muốn đạt được cũng quý cũng trong cũng nhìn là phải sửa mình cho trơn. Trong toàn bộ là Đức Thầy, cái từ sửa mình cho trơn Thầy dạy có hai chỗ thôi. Một chỗ là đoạn này, chỗ khác là muốn xem được hội đồng mình thì dân phải gắng sửa mình cho trơn. Như vậy thì sửa mình cho trơn, quý vị tôi vậy vị nó cũng giống như là một cái cây cảnh khến vậy đó. Mà giờ này muốn trở nên một cái vật hữu dụng thì phải trải qua tay của ông thợ bèo, ông thợ bào, ông thợ đẽo, ông thợ điêu khắc thì mới trở nên một cái vật hữu dụng được. Mình phải đèo, phải bào mình phải đẽo mình, cũng giống như hai cái tảng đá đồng đạo. Từ ở trên núi vác về hai một tảng đá, nhưng hai tảng đá này thành hai món. Một món là thành một tượng Phật, được mọi người hàng ngày thì phải nói gọn là quỳ lại cung phụng. Và tảng đá kia thì thành nắp thang để người ta đi. Cho nên một bữa nọ thì cái tảng đá nắp thang nó không hài lòng, nó mới nói với anh tảng đá tượng Phật đó: "Tôi nói thiệt với anh, đời bất công lắm. Tôi nhớ tôi buồn lắm anh à. Hồi đó tôi với anh ở chung ở trên núi trên đó,
Ông chủ ông vác mình về, mình về xong cái ông bắt tôi làm nấc thang để người ta dậm đạp hàng ngày, còn anh đó, thì được người ta cúng lại trân trọng đó. Cho nên tôi tủi thân quá. Cái anh tảng đá tự Phật anh nói nha, ấy anh nhìn kỹ đi, anh đừng có vội trách như vậy. Anh nhớ không, ngày xưa mà khi ông chủ ông đem mình về đó, ông đẻo anh có ba búa, ông thấy đó là xong. Còn anh biết không, ông đẻo tôi, ông đục tôi, ông chạm tôi hàng nghìn cái mũi dao, từ to đến nhỏ, hàng nghìn hàng vạn mũi dao, tôi chịu quá nhiều cái đau đớn. Cho nên đây là những cái tôi thừa hưởng được, tức là trải qua nhiều cái đau đớn cho nên tôi hưởng được, được người ta tôn trọng. Còn ngày xưa anh đẻo ba búa là xong. Như vậy thì qua cái mẫu chuyện Phật giáo này để thấy rất rõ. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta muốn trở thành một người hữu dụng, chúng ta phải trả một cái giá đồng đạo. Cho nên trên đời này cái gì cũng có cái giá hết. Quý vị muốn làm tiên làm Phật mà giờ này chúng ta sợ cực sợ khổ, sao làm tiên làm Phật được? Cho nên thầy mới dạy là ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Cho nên hôm nay mình phải hành đạo, mình phải sửa mình cho trên. Mà sửa mình cho trên ở đây thì xin thưa đồng đạo quý vị, lưu ý là không ngoài 10 điều ác. Nếu thân chúng ta còn sát sanh đạo tặc tà dâm là chưa trơn, nếu còn là mình biết là chưa trơn. Mà nếu mình cắt được ba cái này là coi như chúng ta được 1/3 của trơn. Rồi mình mở miệng ra, nếu lời nói mình còn lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ thì coi như là mình chưa có trơn. Và mình cắt đứt, mình không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, lúc giờ trơn, đẹp lắm. Nói câu nào là thánh thiện, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoan chánh hiện từ, nói cái lời ái ngữ, nói là người ta chịu, nói là người ta tin yêu. Và quý vị nhìn lại trong nội tâm của mình, nếu nội tâm của mình mà còn tham, còn sân, còn mê si, tức là còn dị đoan mê tín, thì coi như là chúng ta chưa trơn, dễ thôi. Còn nếu giờ này mình không còn tham nữa, mình biết cái đồ này là cái đồ cảnh khớp, đẻo nó, đục nó, bào nó, đừng có cho nó còn nữa, thì khi mà chúng ta không tham, không sân, không si, thì coi như là chúng ta đã trơn rồng đọc. Cho nên Đức Thầy mới dạy là ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn, Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành, vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên qua cái đoạn giảng đó chúng ta thấy rõ, hôm nay trong đề tu của mình, nhất là trong vấn đề thiền cũng như tịnh, mà nếu đồng đạo chúng ta sửa mình chưa trơn là chúng ta đi không xa. Cho nên cái mà tôi rất là lo là 10 điều ác. Vì vậy thầy dạy chúng ta rất rõ, mình cần tu thập thiện, cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới đạt kết quả, mà nếu mình không tu thập thiện thì sự niệm Phật không đạt kết quả. Nghe cái từ mà sự niệm Phật không đạt kết quả, quý vị có lo không? Tôi rất là lo. Bởi vì đầu tư cả đời niệm Phật mà cuối cùng không đạt kết quả thì rất là uổng cho công trình tu hành của mình. Cho nên hôm nay muốn đạt được kết quả trong sự tu hành của mình thì giờ này tôi và vị chúng ta phải tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện, thì như vậy cộng với sự niệm Phật nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả gọi là sửa mình cho trơn. Như vậy thì trở lại của bốn câu giảng này: Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua Mỹ học đài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Như vậy thì chỉ ngắn gọn 28 từ mà khi chúng ta bàn giải 1 giờ đồng hồ thì đồng đạo thấy đây là một cái diệu lý trong sự tu hành. Và cái diệu lý này thì xin thưa đồng đạo, tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng phải kinh qua, ai cũng phải hiểu để rồi chúng ta tu hành, ai cũng phải hiểu để rồi chúng ta luyện tập trong đời tu của mình. Như vậy thì đại để qua 4 câu giảng này, ý thứ nhất Đức Thầy dạy chúng ta giờ này 2 thời cúng lại không thể nào thiếu, bởi vì sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Mỗi đồng đạo chúng ta tức là sớm chiều bình đẳng cho lời thường hành, như vậy nhớ lời đừng sai. Vì vậy cho nên giờ này thời cúng lại là không thể nào thiếu. Hàng ngày miệng chúng ta tức là tâm chúng ta phải hằng hữu niệm, tức là từ Nam Mô là cái từ đại để cho câu lục tự, cũng là đại để cho các bài nguyện mà ngày chúng ta niệm. Và đồng thời bên cạnh chúng ta có cúng lại hàng ngày, có niệm Nam Mô hàng ngày, thì yếu tố tiếp theo chúng ta phải cẩn ngôn cẩn hạnh. Bởi vì cái miệng này mình mới nguyện bài cúng hồi nãy, mà không lẽ cái miệng này chúng ta lại nói cái lời vô mị hay sao? Như vậy là quá mâu thuẫn rồi. Vì vậy cho nên mình phải nhận định mình, nhìn mình mới nguyện bài cúng hồi nãy, mình mới niệm Phật. Chúng ta niệm Phật là niệm từ, niệm bi, niệm hỷ, niệm xã. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà mình mở miệng mình phạm vào lời vô mị, mình còn nịnh hót,
mình còn nói cái lời mỹ dối thì chúng ta chưa phải niệm Phật. Dầu rằng chúng ta đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngoài niệm Phật ra chúng ta phạm lời mỹ dối thì đó là chúng ta đang niệm ma. Bởi vì dầu là chánh pháp, mà nếu chúng ta không thực hành triệt để chánh pháp thì chánh pháp đó nó sẽ biến thành tà pháp, đồng lão à. Mình phải nhớ đây là lời Đức Phật đã dạy đó. Và yếu tố thứ ba nữa, Đức Thầy kết hợp nhuần nhuyễn giữa thiền tịnh song tu, cho nên hôm nay muốn đạt thiền tịnh song tu để đạt được kết quả thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng học rài kệ kinh để làm một cái nền tảng căn bản để chúng ta tu thiền. Thiền phải là thiền Phật giáo hòa hảo, mà tịnh có phải là tịnh Phật giáo hòa hảo. Đức Thầy dạy đủ hết rồi đồng đạo à, không có còn thiếu quý vị à. Giảng này ra cuối mùa thu văn vợ chữ tu vuông tròn, cho nên hôm nay mấy vị nên nhớ là thiền cũng phải thiền của Phật giáo hòa hảo, mà thiền của Phật giáo hòa hảo là thiền của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Thầy giải rất rõ là đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chính ca ngày trước. Còn tịnh độ phải là tịnh độ Phật giáo hòa hảo, nhất định phải gặt, đừng có lai. Bởi vì trong đạo chúng ta tôi thấy cũng có nhiều người tín đồ Phật giáo hòa hảo niệm Phật mà lai tôn giáo bạn. Vì vậy cho nên mình hôm nay mình niệm Phật tịnh độ là tịnh độ Phật giáo hòa hảo, và tịnh độ Phật giáo hòa hảo là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Thầy dạy muốn tu tịnh A Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Và yếu tố sau cùng, hôm nay chúng ta là người đang tu thiền tu tịnh, người đang cúng lại, thì thân khẩu ý chúng ta phải trong sạch. Yếu tố sau cùng mình phải đạt được cái kết quả như là Đức Thầy dạy: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng trực vãng tây phương. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình, thì cũng trên dưới hơn 60 phút, thì mình cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình trong cái lần trở về đây nhân cái ngày chánh kỷ niệm của thân phụ của đồng đạo Nguyễn Văn Tuấn. Thì chúng tôi hết sức là kính cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn ban tổ chức cũng đã sắp xếp tổ chức có lời mời đầy đủ điều kiện ngày hôm nay chúng tôi về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo. Cảm ơn quý vị trong các vị giáo lý viên đồng nghiệp của mình. Hội trường này tôi nhìn thấy mấy mươi vị giáo lý viên về dự, cũng như các vị ban đại diện của ba tỉnh thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang cũng quan tâm về đây, và quý ban trị sự ở các tỉnh bạn ở Vĩnh Long thì cũng về đây. Thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian hết sức là tĩnh lặng để tôi làm nhiệm vụ của mình, chúng ta đã hoàn thành trong cái sự kiện ngày hôm nay. Và cuối cùng thì hôm nay cũng là cái ngày chánh kỷ niệm của đồng đạo thân phụ của giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn, với cái sự chia sẻ đạo pháp của chúng tôi và đồng đạo Trần Thị Phương Kiều, với cái sự tham dự tỉnh tọa của quý vị, thì trong cái buổi truyền thông Phật pháp này nhất định chúng ta sẽ có được cái kết quả. Cho nên nếu như có kết quả về phần công đức thì thứ nhất quý vị cũng cho phép chúng tôi hưởng công đức này đến của quyền thất tổ chung của chúng ta, nhất là ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Và cái thứ hai thì họ hưởng công đức này đến cho vong linh của đồng đạo thân phụ của đồng đạo Nguyễn Văn Tuấn, nhờ công đức này được vãng sanh lên miền Cực Lạc. Và nếu như đã về Cực Lạc rồi thì nhờ công đức này được viên thành Phật đạo. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta hưởng được một cái mùa xuân an lành, và có một cái năm mới được vạn sự lành, được vạn sự tốt đẹp, được vạn sự thành công trên cái lộ trình làm ăn cũng như trong cái quá trình tu hành. Và mỗi đồng đạo chúng ta cũng tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy trong cái bài ngày Tết: ngày Tết đến rồi các bạn ơi, tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.